Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden Vlogs USA chia sẻ các tin tức về kinh tế, xã hội, văn hóa, cuộc sống Mỹ và luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ Xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có thể tham khảo những nguồn dẫn gốc của các bản tin này ở phần description của video. Quý vị thân mến, trong bản tin ngày hôm nay bao gồm hai phần chính như sau. Phần 1, những người lao động thất nghiệp ở 19 tiểu bang sau đây dự kiến sẽ nhận được số tiền 300 đô la từ quỹ hỗ trợ của liên bang trong hai tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng năm 2021. Phần 2, gần 1 triệu người lãnh chương trình thất nghiệp PUA ở tiểu bang California có nguy cơ bị đòi tiền lại chỉ vì một sai lầm nhỏ này. Sau đây, xin mời quý vị cùng bước vào phần tin chi tiết. Chương trình hỗ trợ 300 đô la hàng tuần từ quỹ của liên bang còn gọi là chương trình FPUC, tiếng Việt được gọi là chương trình bồi thường thất nghiệp đại dịch của liên bang. Chương trình này trả một số tiền bổ sung mỗi tuần cho những người đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp cho cả hai chương trình UI và PUA. Trong gói cứu trợ 2 được Tổng thống ký vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, chương trình FPUC sẽ hỗ trợ thêm 300 đô la mỗi tuần cho những quý vị thất nghiệp ở tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ. Quý vị sẽ được nhận 300 đô la từ tuần lễ bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 cho đến tuần lễ được kết thúc vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, tổng cộng là 11 tuần. Nhưng khi nào tiền thật sự đến tay quý vị thì còn tùy thuộc vào tình hình riêng của từng tiểu bang. Theo Lê Đinh được biết, 19 tiểu bang sau đây là những tiểu bang đã bắt tay vào triển khai chương trình FPUC và những quý vị lao động thất nghiệp ở 19 tiểu bang này có khả năng sẽ là những người được nhận 300 đô la sớm nhất bắt đầu vào khoảng 6 tháng Giêng năm 2021 đến 16 tháng Giêng năm 2021. Nếu tên của tiểu bang nơi quý vị đang cư ngụ chưa được nêu lên trong danh sách lần này, có nghĩa là tiểu bang nơi quý vị ở vẫn chưa sẵn sàng để triển khai chương trình. Lê Đinh sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật với quý vị trong những video tiếp theo về những tiểu bang còn lại khi có thêm thông tin mới. Còn bây giờ, Lê Đinh xin gửi đến quý vị danh sách của 19 tiểu bang đã bắt tay vào triển khai chương trình FPUC và dự kiến sẽ gửi 300 đô la hàng tuần đến những quý vị thất nghiệp của tiểu bang trong hai tuần lễ sớm nhất của tháng Giêng năm 2021. Đầu tiên là tiểu bang New York. Những quý vị thất nghiệp ở tiểu bang New York có thể sẽ nhận được 300 đô la bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Sau đó là tiểu bang Minnesota. Dự kiến quý vị sẽ nhận được khoản tiền này vào ngày 7 tháng Giêng năm 2021. Tiếp theo là tiểu bang Washington. Những quý vị ở tiểu bang Washington dự kiến sẽ nhận được 300 đô la vào ngày 8 tháng Giêng năm 2021. Sau đó là District of Columbia. Những quý vị ở District of Columbia dự kiến sẽ nhận được 300 đô la hỗ trợ bắt đầu vào ngày 8 tháng Giêng năm 2021. Mississippi là tiểu bang thứ 5 dự kiến sẽ phân phối tiền đến cho những quý vị lao động thất nghiệp của tiểu bang vào ngày 9 tháng Giêng năm 2021. Tiếp sau đó là tiểu bang Delaware. Tiểu bang này cũng dự kiến phân phối 300 đô la cho những quý vị lao động thất nghiệp vào ngày 9 tháng Giêng năm 2021. Một tiểu bang khác cũng dự định phân phối số tiền 300 đô la đến những người thất nghiệp của tiểu bang vào ngày 9 tháng Giêng, đó là tiểu bang Oregon. Tiểu bang Montana là tiểu bang thứ 8, có dự định phân phối 300 đô la đến cho người thất nghiệp của tiểu bang trong 2 tuần đầu tiên của tháng Giêng năm 2021 những quý vị thất nghiệp ở tiểu bang Montana và tiểu bang Rhode Island có thể sẽ nhận được 300 đô la vào ngày 10 tháng Giêng năm 2021. Hai tiểu bang, bao gồm Massachusetts và Vermont, có kế hoạch sẽ phân phối tiền vào ngày 11 tháng Giêng năm 2021. Tiểu bang Connecticut dự định sẽ gửi tiền ra vào ngày 12 tháng Giêng năm 2021. New Hampshire cũng dự định phân phối 300 đô la vào ngày 12 tháng Giêng năm 2021 cùng với ngày dự kiến của tiểu bang Connecticut. Những quý vị ở hai tiểu bang sau đây có thể sẽ được nhận 300 đô vào ngày 13 tháng Giêng năm 2021. Đó là những quý vị thất nghiệp ở tiểu bang Nebraska và ở South Dakota. Nếu quý vị là người thất nghiệp ở tiểu bang Iowa, quý vị có khả năng sẽ nhận được 300 đô bắt đầu vào ngày 15 tháng Giêng năm 2021. Những quý vị thất nghiệp ở 3 tiểu bang còn lại sau đây dự kiến sẽ nhận được 300 đô vào ngày 16 tháng Giêng năm 2021. Đó là những quý vị ở tiểu bang Pennsylvania, Utah và Wyoming. Quý vị thân mến, đây chỉ là một danh sách dự kiến và ngày dự kiến vẫn có thể còn thay đổi nếu tình hình của tiểu bang quý vị thay đổi. Tuy nhiên, đây là danh sách mà Leiden cập nhật được từ một trang web mà lúc trước chúng ta đã dùng để cập nhật cho chương trình 300 đô la theo lệnh hành pháp của tổng thống Trump và theo các phản hồi của quý vị, từ những thông tin cập nhật vào lúc đó thì trang web này cung cấp những thông tin có thể chính xác được tới trên 80%. Vì vậy, Leiden sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình của những tiểu bang còn lại để quý vị có thể phỏng đoán được ngày nào quý vị sẽ nhận được 300 đô la hỗ trợ từ quỹ liên bang. Nhưng cho dù tiểu ban quý vị có gửi tiền ra trễ hơn những tiểu ban khác thì ngày mà quý vị được bắt đầu tính đủ điều kiện để nhận vẫn là ngày 27 tháng 12 năm 2020. Do đó quý vị sẽ được nhận ngược trở lại những tuần lễ mà tiểu ban quý vị đã gửi trễ. Quý vị thân mến, bản tin tiếp theo mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị là một bản tin có liên quan đến những quý vị đang nhận tiền thất nghiệp hoặc đã nhận tiền thất nghiệp từ chương trình PUA của tiểu bang California nói riêng và của các tiểu bang khác ở trên toàn nước Mỹ nói chung. Theo thông tin từ Sở Thất nghiệp EDD của tiểu bang California, họ thông báo rằng gần một triệu người ở tiểu bang California đang nhận tiền hoặc đã nhận tiền thất nghiệp từ chương trình PUA có thể sẽ phải trả lại một số tiền mà EDD hay là Sở Thất nghiệp của tiểu bang California đã trả dư. Lý do mà sở thất nghiệp ở tiểu bang California trả dư cho một số quý vị nhận chương trình PUA thật sự không phải là lỗi cố tình từ những người thất nghiệp, mà đây chỉ là một lỗi vô tình họ phạm phải hoặc do quý vị hiểu lầm sự hướng dẫn từ EDD. Theo thông tin từ ABC7 News, việc này xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2020 khi những quý vị làm nghề tự do bị thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 bắt đầu khai những giấy tờ xin trợ cấp thất nghiệp Đúng ra, quý vị phải nên báo cáo net income, tức là thu nhập của quý vị đã trừ thuế rồi, thì EDD sẽ căn cứ vào thu nhập đã trừ thuế để gửi cho quý vị số tiền trợ cấp thất nghiệp dựa vào thu nhập đó. Nhưng vì một số quý vị đã vô tình, không biết, mà khai vào với EDD là gross income, tức là thu nhập chưa trừ thuế, do đó EDD đã gửi cho quý vị những số tiền trợ cấp thất nghiệp nhiều hơn số tiền mà quý vị được hưởng. Theo sự phân tích từ ABC News, để được nhận 450 đô la mỗi tuần tiền thất nghiệp thì thu nhập đã trừ thuế rồi của những quý vị làm nghề tự do phải có ít nhất là 46.696 đô la thu nhập cho năm trước đó. Còn nếu quý vị có thu nhập đã trừ thuế khoảng 17.368 đô cho năm trước đó hoặc ít hơn thì quý vị chỉ được nhận 167 đô la mỗi tuần cho chương trình PUA, một trong những người bị EDD đòi tiền lại là một phụ nữ có tên là Waters. Bà nói rằng nếu sự việc đó xảy ra, thì số tiền bà phải trả lại cho EDD có thể lên đến khoảng 13.000 đô. Nhưng những số tiền đó bà đã phải dùng để mua thực phẩm và trả tiền nhà. Bà Waters và một số người khác cũng cho phóng viên của đài ABC Seven News biết rằng trên trang nhà của EDD đã có những hướng dẫn sai lệch cho những người lao động tự do khi họ nộp đơn xin tiền thất nghiệp với EDD về những báo cáo thu nhập trong mẫu 1099. Bà nói khi bà làm đơn xin thất nghiệp với EDD, bà cũng chưa rõ nên khai thu nhập chưa trừ thuế hay là thu nhập đã trừ thuế. Nhưng bà dựa theo những hướng dẫn trên trang nhà của EDD thì bà thấy họ hướng dẫn hãy khai thu nhập chưa trừ thuế, do đó bà mới làm như vậy. Sau đó bà còn chỉ vào một phần ở trên trang nhà của EDD cho thấy rằng EDD yêu cầu những người thất nghiệp hãy dùng tổng thu nhập của mình để certify mỗi tuần với EDD. Về phía EDD, khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của EDD là bà Lori Levi trả lời rằng EDD yêu cầu quý vị khai tổng thu nhập là dùng để xem xét quý vị có đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần hay không. Nhưng về phần tính toán quý vị nhận được bao nhiêu tiền cho mỗi tuần thì phải dùng thu nhập đã trừ thuế rồi. Quý vị thân mến, đây là sơ sót mà rất nhiều người đang nhận trợ cấp thất nghiệp PUA ở California đã phạm phải. Lê Đinh hy vọng quý vị không phải là một trong những người đó. Và những chia sẻ này của Lê Đinh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích cũng như giúp quý vị tránh phạm phải những lỗi lầm tương tự khi quý vị nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Trước thềm năm mới 2021, lê đinh xin chúc quý vị và gia đình luôn luôn được vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo